Thưa quý vị và các bạn thân mến, ở Việt Nam sức khỏe của giai cấp lãnh đạo cấp trung ương được quy định là bí mật quốc gia. Đây không phải chỉ là quy định trên giấy tờ mà đã được biến thành luật. Luật bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua năm 2018 sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020. Như vậy, kể từ khi có luật sức khỏe lãnh đạo được đặt ngang hàng với vấn đề an ninh, quốc phòng của đất nước, tất cả đều là những thông tin bí mật không thể tiết lộ vì gây nguy hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Nói khác đi, đây là khu vực cấm, người dân không được quyền biết hay bàn ra tán vào. Hiểu cách khác, lợi ích quốc gia chính là sức khỏe lãnh đạo. Điều này cho thấy Đảng rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe của cán bộ, có thể còn chú trọng hơn việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bằng chứng là từ lâu bên cạnh những ban bệ trong Trung ương đầy quyền lực, Đảng đã thành lập ra một ban rất đặc biệt gọi là Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Cán bộ Trung ương hiện nay, cơ quan này được đặt dưới quyền của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một bác sĩ giàu tài năng đóng kịch trong vụ Formosa. Mới đây, đích thân ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đã ký một quyết định bao gồm tất cả nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của ban này. Theo đó, nó được giao đến hết 9 nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện một cách tổng quát chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lan tràn khắp nơi trên thế giới không chừa một ai như hiện nay, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe này sẽ tỏ ra tác dụng một khi Trung ương Đảng ngã bệnh hàng loạt như bên Iran. Trước đây, thời của Nguyễn Quốc Triệu, người tiền nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nhiều fan cơ quan này đã chứng tỏ năng lực xuất chúng của mình. Như trong trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị hụt Nguyễn Bá Thanh, hồi tiếp theo là Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được cơ quan của ông Triệu bảo vệ và chăm sóc cho tới ngày qua đời. Năm ngoái, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang. Nếu không có ban của bà Kim Tiến lo toan, không chắc gì ông Trọng có thể đứng được và chịu đựng được cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, luật là luật, nên tin tức về sức khỏe lãnh đạo vẫn là bí mật quốc gia chìm trong bóng tối. Nghĩa là sẽ không ai biết các quan chức cao cấp ấy vì sao mà qua đời và vì sao vì những chứng bệnh gì. Ông Trọng đã từng nói hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản. Cũng bởi lòng yêu thương đó mà người ta càng chú ý đến sức khỏe lãnh đạo. Muốn biết lãnh đạo sống hay chết, bệnh hoạn ra sao? Nhưng tiếc thay, người dân lâu nay chỉ nhận được sự im lặng bởi bức tường thành bí mật quốc gia. Do đó, tin tức trên mạng xã hội trở thành những nguồn tin chính xác không ngờ, nhưng bị nhà nước liệt vào tin bịa đặt của thế lực thù địch nhằm bêu xấu lãnh đạo và Đảng Cộng sản. Vậy thử hỏi thực chất của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương là gì? Thứ nhất, đây là một loại bệnh viện cao cấp trá hình, đặc biệt là dành riêng cho một loại giai cấp đặc quyền đặc lợi. Đây cũng là nơi tập trung máy móc dụng cụ y tế thuộc loại tối tân nhất trên thế giới, cũng như những loại thuốc men đặc trị đắt tiền nhất trên thế giới mà các bệnh viện thông thường cho nhân dân không có. Sự phân biệt ấy cho thấy một cách rõ ràng quan điểm giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, không có giai cấp nào khác ngoài giai cấp lãnh đạo mới xứng đáng hưởng quyền lợi tối ưu ấy, thành phần bị trị bên dưới chỉ là thứ yếu. Thế mà từ trước đến nay, từ những ngày đầu chen chân vào cuộc đấu tranh chống ách đô hộ thực dân Pháp, những người Cộng sản đã cổ suý cho một cuộc đấu tranh giai cấp xóa bỏ những người bóc lột người. Bên cạnh việc đề cao chủ nghĩa yêu nước để quy tụ nhân dân dưới lá cờ Việt Minh, người dân lúc ấy chưa hề biết Cộng sản là gì, cũng như giai cấp công nhân là gì, có hay không có giai cấp của công nhân, và tại sao nó đột nhiên trở thành giai cấp tiên phong của lãnh đạo cách mạng. Để thực hiện những giáo điều căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Cộng sản, cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ năm 1953 đến năm 1956 đã cào bằng nông thôn, đưa nông dân lên địa vị làm chủ trong đất nước và trong nước mắt và máu của địa chủ và ác ôn trong cuộc đấu tố dưới sự hướng dẫn của cố vấn Trung Cộng. Còn công nhân cũng làm chủ xí nghiệp, nhà máy, tức là làm chủ tập thể, và theo ông Lê Duẩn nói, đó là một trong ba phát minh vĩ đại của loài người, đó là sự lường gạt lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lường gạt này trong vai trò người dẫn đường để làm thay đổi một xã hội thuộc địa, rốt cuộc Đảng đã thành công trong việc tạo ra một thành phần rất thiểu số,
rất chuyên chính, rất hùng biện và ngụy biện, nhưng chiếm hết đặc quyền và thu gom đặc lợi về mình. Đó là giai cấp cán bộ đảng, và ngay trong việc chữa trị bệnh cũng hoàn toàn đứng riêng ở một vị trí rất đặc biệt so với nhân dân, thông qua một ban đảng mà chính là một bệnh viện trá hình cao cấp. Trong khi đó, nhân dân là những người được kêu gọi đóng góp to lớn với danh nghĩa đóng góp cho sự phát triển của đất nước thì trả tiền cho sự chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện công. Đó là sự thất bại sâu sắc nhất trong cách gì, không có cách gì che giấu được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay, khi tự hào là một thể chế do dân và vì dân. Thứ hai, tự mình đặt ra luật lệ coi sinh mệnh cá nhân là bí mật quốc gia, không khác gì sinh mệnh của đế vương thời xưa. Điều này cũng chẳng làm ai ngạc nhiên vì một cán bộ cao cấp trong bộ máy tuyên truyền của Đảng đã nói Đảng Cộng sản tự mình ngày càng xứng đáng trở thành của dân tộc. Đồng hóa Đảng và dân tộc trước sau cũng chỉ nhằm mục đích giữ chắc vị trí mà Đảng Cộng sản cho rằng không ai có thể thay thế mình. Lòng kiêu hãnh và sự tự tôn cao độ ấy đẩy những người Cộng sản vào tình trạng hôn mê chủ nghĩa, ngày càng xa rời dân tộc. Nói sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia chẳng những là sự ngụy biện trơ trẽn mà còn để che giấu những điều mà Đảng cho là bất lợi cho chế độ. Sự mập mờ ấy tưởng chừng như xây dựng một pháo đài bưng bít dư luận, nhưng xem ra càng bưng bít chế độ, độc tài càng nhận nhiều phản ứng ngược lại. Thật sự Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng lo sợ diễn biến tư tưởng trong một số lớn đảng viên. Do đó không có thứ bí mật nào của Đảng không bị tiết lộ dưới ánh sáng mặt trời. Tóm lại, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra luật quy định sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia, chính là lúc sức khỏe của Đảng đã đến lúc mỏi mòn trên giường bệnh mà ban bảo vệ của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đành phải bỏ tay. Chẳng riêng công an cần phát động học tập toàn ngành. Có lẽ ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Công an chỉ cảm thấy may mắn khi ngành do ông lãnh đạo không phải bồi thường cho ông Bùi Mạnh Lân. Mặc dù lý do ông Lân từ chối nhận bồi thường là vì bị bắt sai, giam oan rất đáng để cho ông Tô Lâm phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân một đợt học tập rút kinh nghiệm. Năm 2000, Công an Việt Nam thành lập một ban chuyên án với bí số Z5.01, từng phạm hàng loạt tội ác giết người, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, che giấu tội phạm, hối lộ, tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài. Bởi năm cam được viên chức nhiều ngành thuộc nhiều cấp hỗ trợ nên ông ta mới trở thành chùm tổ chức tội phạm khuynh đảo sinh hoạt của xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh trong hàng chục năm trời. Dọn dẹp tổ chức tội phạm do năm cam chỉ huy đồng nghĩa với việc lôi ánh sáng trừng trị các viên chức hậu thuẫn cho năm cam. Đó cũng là lý do ban chuyên án Z501 trở thành một cơ quan siêu quyền lực. Lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống tư pháp khởi tố điều tra đưa ra xét xử các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là Thứ trưởng Công an Bùi Quốc Huy, Viện phó Viện Kiểm sát Tối cao Phạm Sĩ Chiến. Ông Nguyễn Việt Thành, Thiếu tướng Tổng cục, Phó Tổng cục Cảnh sát, trưởng ban chuyên án Z5.01 trở thành ngôi sao được báo chí ca tụng như một anh hùng, được tặng thêm một sao, trở thành trung tướng năm 2003 và được bổ nhiệm làm phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2006. Sau khi triệt phá tổ chức tội phạm do năm cam chỉ huy, ban chuyên án Z5.01 của Bộ Công an đã mở rộng điều tra một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức khác. Một trong những vụ được ban chuyên án Z5.01 xem như vụ án là sự kiện gây rối trật tự công cộng tại công ty GAS Bình Dương. Công ty GAS Bình Dương tọa lạc ở trong khu công nghiệp Đồng An ở Bình Dương. Khu công nghiệp này do công ty Hưng Thịnh đầu tư. Thay vì để tòa án phân giải bất đồng để góp vốn giữa các thành viên của công ty GAS Bình Dương có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh, thì ban chuyên án Z5.01 khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Vụ án gây rối trật tự công cộng mà ban chuyên án Z5.01 xem là vụ án xảy ra từ năm 2000, nhưng đến năm 2003 mới được lật lại để khởi tố. Ban chuyên án Z5.01 đã tống giam 7 người, trong đó có ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Hưng Thịnh, và ông Phạm Văn Hướng, Phó Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh. Song song với việc tống giam ban chuyên án Z
5.01 chủ động cung cấp thông tin để hệ thống truyền thông chính thức loan báo rộng rãi rằng công ty Hưng Thịnh là một tổ chức tội phạm trá hình và những cá nhân như Bùi Mạnh Lân, Phạm Văn Hướng là những ông trùm kiểu như Nam Cam. Cho dù dư luận xã hội sôi sục lại càng sôi sục, nhưng sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ mà ban chuyên án Z5.01 cung cấp, Viện Kiểm sát tối cao không dám phê chuẩn đề nghị tạm giam ông Hướng của ban chuyên án Z5.01 hoặc vội vàng hủy bỏ quyết định tạm giam ông Lân và một số người khác và cơ quan này từng phê chuẩn. Tuy nhiên, ban chuyên án Z501 lờ đi kéo dài thời gian giam giữ ông Lân và ông Hướng. Tính ra ông Hướng bị giam giữ trái phép 63 ngày, ông Lân bị giam giữ trái phép 41 ngày và ông Hướng bị giam giữ trái phép 63 ngày. Sau thời gian vừa kể, cả hai được phóng thích nhưng vẫn là bị can cho đến tháng 8 năm 2004. Vì sao ban chuyên án Z5.01 lại làm như thế? Do áp lực từ tố cáo của nhiều nạn nhân trong một thời gian dài, năm 2011, Cục Điều tra Hình sự của Viện Kiểm sát Tối cao đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến một số sĩ quan từng là thành viên ban chuyên án Z501. Theo kết luận điều tra vụ án do Cục Điều tra Hình sự của Viện Kiểm sát Tối cao thực hiện, ông Lân Hướng bị bắt vì ông Lân từng mua 23.000m2 đất của một cặp vợ chồng ở Bình Dương. Tuy tiền đã trao cháo đã múc, nhưng cặp vợ chồng này lại hủy giao dịch đó và hai bên đưa nhau ra tòa. Vụ án gây rối trật tự mà ban chuyên án Z501 khi khởi tố đã đẩy ông Lân vào thế yếu, nên trong quá trình bị tạm giam, ông phải thực hiện gợi ý của điều tra viên Nguyễn Văn Nên trả lại giấy tờ cho chủ cũ của thửa đất, nhận lại 5,2 tỷ đồng. Nhận lại giấy tờ, chủ cũ đã giao 5,2 tỷ đồng cho điều tra viên Nguyễn Văn Nên như tang vật của vụ án. Sau khi được phóng thích, ông Lân tiếp tục theo đuổi vụ kiện cặp vợ chồng đã bán đất cho ông. Vì tòa buộc cặp vợ chồng này phải giao đất cho ông Lân, họ quay lại đòi 5,2 tỷ đồng đã nộp cho ban chuyên án Z501. Tới lúc đó người ta mới biết điều tra viên Nguyễn Văn Nên giữ khoản tiền này trong tài khoản riêng của ông ta. Nhiều sĩ quan từng là thành viên của ban chuyên án Z501 còn dính líu vào nhiều chuyện động trời khác, chẳng hạn đem hơn 20 tỷ đồng mà 200.000 Mỹ Kim là tang vật của một số vụ án đem gửi ngân hàng để lấy hàng tỷ tiền lãi rồi chia nhau. Những sĩ quan dính líu đến những chuyện bày hay như vừa kể đều thuộc Công an tỉnh Tiền Giang. Tại sao các sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang lại trở thành thành viên của ban chuyên án Z501 của Bộ Công an? Rất đơn giản, trước khi trở thành trưởng ban chuyên án Z501, ông Thành là giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nên Công an Tiền Giang trở thành lực lượng chủ công trong cuộc tấn công tội phạm có tổ chức. Ông Bùi Mạnh Lân và ông Phạm Văn Hướng đã được xác định là vô tội, đình chỉ điều tra, không còn là bị can từ năm 2004. Một năm sau khi anh hùng Nguyễn Việt Thành nghỉ hưu 2009, chuyện lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của nhiều sĩ quan là thành viên ban chuyên án Z501 đã được làm rõ. Nhiều người hùng đã hầu tòa và bị phạt tù. Nguyễn Tuyến Dũng năm 2003 là điều tra viên cao cấp của Công an tỉnh Tiền Giang, 4 năm tù. Ngô Thanh Phong 2003 là trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, 3 năm tù. Phạm Văn Út, thủ quỹ kiêm thủ kho tang vật của cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, 1 năm tù. Nguyễn Văn Lên năm 2003 là phó phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang thì đang bị cưỡng bức chữa bệnh tâm thần. Vì sao 16 năm sau khi đình chỉ điều tra, Bộ Công an mới tổ chức xin lỗi ông Lân, ông Hướng và hứa sẽ xem xét bồi thường? Tại sao phải mất đến 16 năm mới xin rút kinh nghiệm sâu sắc không để trường hợp tương tự xảy ra? Song đó chưa phải là một trong những vấn đề đáng ngẫm nghĩ. Đáng ngẫm nghĩ nhất là tâm sự của ông Lân giải thích tại sao ông không muốn nhận bồi thường oan sai. Thứ nhất, tiền bồi thường oan sai là tiền thuế do nhân dân đóng góp, trong khi những người dân không có liên quan tới sự việc này. Thứ hai, tiền không thể bù đắp những tổn thất về danh dự, uy tín của ông và gia đình của ông. Trước nay, Bộ Công an cũng như các ngành còn lại thuộc hệ thống tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án, rồi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không nhìn ra được hai khía cạnh mà ông Lân nêu, cho nên oan khiên vẫn tiếp tục chồng chất. Đó cũng là lý do số oan án đã được giải như oan án của Nguyễn Thanh Trấn, oan án của Huỳnh Văn Nén, oan án của Hàn Đức Long,
chỉ mới là được nhìn nhận để tuyên truyền như một điểm son của cải cách tư pháp là nhận sai và chấp nhận bồi thường nhiều tỷ đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện cái chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.